Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao động. Thưa quý vị, thời gian qua, hàng loạt vụ tranh chấp ngư trường liên tiếp xảy ra. Chỉ tính riêng tháng 12 năm 2023, đã xảy ra 6 vụ tranh chấp ngư trường trên vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau. Đã có bom xăng, súng tự chế được sử dụng, làm cho ngư trường tại Cà Mau dậy sóng. Điển hình là ngày 30 tháng 12 năm 2023, trên vùng biển tỉnh Cà Mau, thuộc địa bàn huyện U Minh tàu cá CM 97980 TS đang hoạt động, thì tàu cá CM 06337 TS đến. Có người dùng ná thun, bắn đạn bi sắt làm thuyền viên Dương Văn Đề bị thương ở vùng đầu và ngực. Qua xác minh, xác định được 4 đối tượng thường trú tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời liên quan đến vụ việc. Trước đó, ngày 29 tháng 12 năm 2023, tàu cá CM 92324TS đang hoạt động cách cửa biển Đá Bạc khoảng 12 hải lý về hướng Tây Bắc. Bất ngờ bị người trên phương tiện của ông Dạn ở ấp Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, dùng hung khí bắn bi sắt và bi keo, gây vỡ kính cabin và bị thương một thuyền viên. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Cao Văn Yên điều khiển tàu cá CM 92324TS vào trạm kiểm soát biên phòng Đá Bạc trình báo vụ việc. Gần đây nhất là vụ tàu cá CM 91296TS của Lê Hoài Hận giao cho Lê Thanh Toàn trực tiếp quản lý, sử dụng. Thuê ông Phong làm thuyền trưởng, hành nghề ốc bẫy mực. Trên tàu có 5 người. Ngày 2 tháng 1 năm 2024, khi tàu cá đang neo đậu, thì có khoảng 4 đối tượng lạ mặt điều khiển vỏ lãi, phương tiện đi lại trên sông đến, dùng chai thủy tinh chứa xăng, đốt ném qua tàu cá. Hậu quả làm tàu cá bị cháy và chìm trên biển. Ông Lê Văn Tiến, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, một nạn nhân trong việc tranh chấp ngư trường lo lắng. Gia đình tôi lúc nào cũng lo sợ bị trả thù. Tàu của tôi bị kẻ lạ đốt cháy. Tôi đề nghị ngành chức năng quan tâm, chứ bây giờ anh em đi biển gặp quá nhiều khó khăn. Thượng tá Đoàn Văn Nghiêm, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết. Những vụ việc tranh chấp trên biển, Công an tỉnh đã nắm được và đang tích cực điều tra nhằm lập lại trật tự, trả lại bình yên cho biển cả. Đại tá Phạm Quang Trương, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau thông tin thêm. Thời gian qua, có 10 vụ tranh chấp trên biển. Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo cho các đồn biên phòng sông Đốc, Khánh Hội, Khánh Tiến, phối hợp công an, thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sang minh vụ việc tranh chấp để xử lý nghiêm theo pháp luật. Trước tình hình mất an ninh trật tự tại ngư trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau liên tiếp chỉ đạo công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các ngành đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, Cà Mau đã có chỉ đạo cụ thể về tình hình này. Ông Sử nhấn mạnh, đối với trường hợp đã rõ đối tượng và hành vi, khẩn trương đưa ra xét xử theo quy định. Đồng thời, tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, quản lý khu vực biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, không để phát sinh điểm nóng. Ngày 10 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đã thành lập ban chuyên án do Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh làm trưởng ban, cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an các huyện ven biển thành viên. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xem xét hướng dẫn cho chủ trương hoặc sửa đổi, tham mưu sửa đổi quy định rõ hơn về nghề đặc thù của từng địa phương, hoặc phân cấp giao quyền cho địa phương có cơ chế quy định liên quan đến các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động nghề ốc bẫy mực, nhóm nghề ngư cụ bẫy, cố định, thụ động, khai thác đơn loài, mùa vụ, hoạt động ở vùng ven bờ, hỗ trợ tỉnh kinh phí để tăng cường thả dạn, trả nhân đạo, khu trú ngụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các lực lượng chức năng trên biển, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân kiểm ngư, phối hợp, hỗ trợ tỉnh trong công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là các khu vực thường xuyên xảy ra tranh chấp ngư trường. Liên quan đến vụ nhiều tàu cá của ngư dân bị nhóm người lạ mặt tấn công trên biển, ngày 10 tháng 1, Công an phần lớn đã xác định được các đối tượng nghi phạm. Một nguồn tin cho hay, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cá Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Y San và một số đối tượng khác có liên quan, đồng thời đã có văn bản triệu tập đến làm việc. Tại đây, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Các vụ việc còn lại được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Như đã thông tin, tình trạng tranh chấp ngư trường để khai thác thủy sản trên vùng biển tỉnh Cà Mau thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê, từ ngày 8 tháng 11 năm 2023 đến ngày 2 tháng 1 năm 2024, có 13 vụ tàu cá của ngư dân bị tấn công bằng bom xăng, ná thun khi hoạt động trên vùng biển Cà Mau. Qua đó, làm ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe của ngư dân và gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Theo nhận định của ngành chức năng, Trước đây, xung đột quyền lợi xảy ra tranh chấp giữa nghề lưới kéo với nghề ốc bẫy mực. Hiện nay, phát sinh thỏa thuận giữa nhóm tàu cào với nhóm tàu ốc bẫy mực và có dấu hiệu chiếm ngư trường trái phép để trục lợi. Trong quá trình đó, các tàu hành nghề ốc bẫy mực đã xảy ra mâu thuẫn với nhau. Đặc biệt, xuất hiện nhóm người sẵn sàng dùng vũ lực, hung khí để tranh giành ngư trường. Từ đó dẫn đến vụ việc càng phức tạp hơn. Ngày 10 tháng 1, anh Trương Hoài Phong, ngụ tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cá Mau cho biết, tàu cá CM91296 TS của anh bị ném bom xăng cháy rụi trên biển hôm 2 tháng 1. Vụ việc do các đối tượng tranh giành ngư trường gây ra. Anh Phong kể, lần đầu chạm mặt nhóm đối tượng tranh giành ngư trường vào ngày 14 tháng 1 năm 2023. Khi đó, tàu cá của anh Phong đang đánh bắt trên vùng biển cách cửa biển Kinh Hội, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, khoảng 12 hải lý về hướng Tây Nam. Anh Phong nói, tôi vừa thả được khoảng 30.000 con ốc bẫy mực thì có khoảng chục chiếc tàu, tàu đánh bắt và tàu cu mồi, loại tàu composite tải trọng nhỏ, vây quanh yêu cầu chúng tôi rút ốc để ngư trường cho họ làm. Tôi còn nói, chỗ này tôi đánh bắt khoảng 20 năm nay, chả rồi biết đánh bắt ở đâu, nhưng bọn chúng cứ theo sát hăm dọa, ngăn cản đến khi tàu của tôi bỏ neo mới chịu rời đi. Theo lời anh Phong, đến ngày 5 tháng 12, nhóm đối tượng này quay lại, dùng tàu cá đâm va gây hư hỏng tàu của anh. Tiếp đó, các ngày mùng 8 tháng 12, 26 tháng 12, tàu cá của anh Phong liên tục bị bọn chúng tấn công. Mấy ghe đâm này gần nhà, tôi biết mặt, biết tên luôn. Anh Phong nói và cho biết từng bị sang hồ đến tận nhà hăm dọa, đòi giết nếu còn cho ghe ra biển đánh bắt. Chưa dừng lại, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, bốn đối tượng đi trên vỏ composite, phương tiện di chuyển trên sông, dùng chất cháy nghi là bom xăng tự chế ném vào trong cabin và các vị trí khác trên tàu cá của anh Phong, khiến tàu cháy rụi và chìm xuống biển. Anh Phong thuật lại, Lúc đó, tôi đang ngủ trên võng thì nghe thấy tiếng vỏ máy chạy đến. Tôi phóng xuống võng, mở cửa cabin, thấy bọn chúng ném bom xăng quá trời. Tôi lấy cái mền che nhưng bị cháy luôn nên bỏ chạy ra sau, đánh thức bạn tàu chạy sang tàu cá CM 06377TS. Chưa đầy một phút, lửa cháy lan cả con tàu. Chính tôi chặt dây, rồi đánh đứng nhìn, ghe chìm dần xuống biển. Anh Phong cho biết thêm, tình trạng các băng nhóm hoạt động theo kiểu giang hồ, tổ chức bao chiếm biển để cho thuê, phân lô, bán nền, diễn ra nhiều nơi ở trên khu vực biển Tây Nam. Anh Phong bức xúc. Gần đây, bọn chúng muốn chiếm luôn ngư trường của chúng tôi để đánh bắt, để liền một giải khai thác. Bọn chúng muốn độc chiếm hết. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, sang minh, làm rõ các vụ việc tranh chấp ngư trường, xử lý nghiêm theo quy định để người dân yên tâm bám biển. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.